chào các bạn, Happy Friday. Không biết các bạn cuối tuần này có gì vui không? Thì hôm nay chúng ta lại trò chuyện trong giờ trưa nữa. Không biết là các bạn đang ăn cái gì ha? Thì hôm nay Linh trở lại chia sẻ một tí ha. Hôm nay Linh ăn cơm văn phòng. Trong văn phòng thì chúng ta có một dịch vụ để mình có thể giao đến mỗi ngành không cần phải suy nghĩ tới. Và sau đó cũng có trái chuối. Rồi chiều chiều tí thì có một chút sô-cô-la. Bạn đồng nghiệp hôm trước đã qua bên Ý thì đã mua về một cây sô-cô-la rất là đậm, extra dark, rất là đậm, cực kỳ đậm, là bao nhiêu phần trăm, hình như là khoảng tầm 75%. Thì nghiên cứu cũng cho thấy nếu mà bạn uống ăn thích sô-cô-la, mình cố gắng ăn sô-cô-la hơn 75% thì nó sẽ tốt cho sức khỏe hơn. Thì đó là cái những cái món ăn của Linh hôm nay. Thì hy vọng là các bạn đang ăn những thứ healthy ha. Và hôm nay thì trong lúc các bạn ăn, Linh sẽ trò chuyện một chút về một cái chủ đề nó cũng khá vui, đó là shopping. Thì Linh biết là tất cả chúng ta đều thích shopping phải không? Và sắp tới cũng là mùa shopping sắp tới rồi. Thì không biết là mọi người đã phấn khởi đang mong đợi những ngày mình có thể đi vô những chợ và nó có sale tùm lum khắp nơi phải không? Thì cái chuyện này đã nhắc Linh với một cái năm Linh đã đi tham gia vào Black Friday bên Mỹ. Thì lúc đó là Linh đang sống ở bên New York. Thì Black Friday là cái ngày thứ sáu ngay lập tức sau khi lễ Thanksgiving. Thanksgiving thường là thứ năm thứ tư của tháng 11. Và sau đó là cái thứ sáu đó là Black Friday. Thì bên Mỹ cái văn hóa là tất cả mọi thứ sau lễ Thanksgiving giống như là mùa Noel. Thì vì vậy là bắt đầu mọi thứ là đã khuyến mãi giảm giá. Thì vì sao là mọi người nhào vô mua trong Black Friday, đó là ngày đầu tiên mình có thể đi shopping. Thì năm đó Linh đang sống ở New York, thì lúc đó ở New York thì Linh không có gia đình và cũng ít bạn nữa, tại vì hồi đó lớn lên ở thành phố khác thì qua New York làm việc. Thì hôm đó là có một bạn đồng nghiệp, thì bạn ấy cũng nghĩ lúc đó cũng không có gia đình trong thành phố, cũng không có bạn, thì hai đứa mình cứ làm gì chứ ngồi đó thấy buồn quá, thôi mình đi Black Friday. Thì lúc đó ở bên New York là New York City, thành phố New York, không biết các bạn đã đi tham gia qua đó, thì có những cái trung tâm thương mại cực kỳ lớn luôn, là giống như là bạn cứ hình dung cái lớn nhất của Việt Nam là Nhân 10, nó khá lớn. Và nó có những cái thương hiệu xịn mà bán mà họ đã khuyến mãi. Thì nhưng đi qua tới khu vực đó là khoảng một tiếng mới tới, mà xe buýt một tiếng. Thì lúc đó là hai đứa đem cái vali mình kéo theo, tại mình biết là mình sẽ mua rất nhiều. Rồi sau đó qua tới đó thì Linh cũng đã tìm được nhiều thứ, quần áo này nọ, nhưng nhớ một cái nhớ tới ngày hôm nay là đã mua cái gói khá lớn. Thì mình vừa kéo cái vali mà vừa cầm cái gói nữa, xem chút mua thêm cái mền nữa. Thì nói chung là rất là vui, là hai đứa đi khắp nơi mua đã luôn. Là cả đêm là lúc đó là 12 giờ khuya họ mới bắt đầu, họ mới mở cửa, nghĩa là đây là tổ chức cho Black Friday phải là chờ tới thứ sáu. Thì tối thứ năm mình đi, họ chờ tới 12 giờ khuya họ mở lên, thì ai cũng nhào vô thì rất là vui. Thì nói chung á là nó vui, nhưng sau đó mình xem lại cái tài khoản ngân hàng của mình thấy ồ hôm trước sập lại hơi nhiều ha. Thì thấy là tất cả mọi người đều gặp phải cái vấn đề này. Mình biết là cuối năm là cái mùa mình muốn đi mua sắm, nhưng qua tới đầu năm là mình cứ hơi đau, phải không các bạn? Thì hôm nay chúng ta sẽ nói về hai việc đó, là lý do vì sao mà mình thường cuối năm mình thích đi mua, rồi sau đó là thế nào để cho mình chuẩn bị cái phần tài chính của mình. Tại hôm nay là Finance Friday, mình sẽ nói về tài chính ha. Thì thế nào để cho mình chuẩn bị cái phần tài chính của mình. Thì trước tiên á là Linh chia sẻ một vài thông tin thú vị ha. Nghiên cứu cho thấy là ở Việt Nam chúng ta, người Việt Nam chúng ta mua những đồ quốc tế là hạng thứ nhì, nghĩa là trong toàn Đông Nam Á chỉ có một quốc gia khác là Thái Lan sau tới mình á, là hai quốc gia mua đồ quốc tế nhiều nhất, với cái số lượng là khoảng tầm 104 order mỗi người mỗi năm. Nói chung là không biết với các bạn đã có tham gia vào cái số 104 này hay không, thì các bạn hãy cho Linh biết ha, mình đã đang mua ở đâu, nghĩa là mình có thể mua online hay là mình có thể đã có mua những cái thương hiệu của nước ngoài ở Việt Nam. Không biết các bạn đi mua ở đâu ha, mình cũng tò mò để mình tìm những cái nguồn khác để đi mua. Các bạn hãy chia sẻ trong comment dưới cho Linh biết nhé. Ok, thì cái vấn đề là
ngay lúc này là mình đang có thêm nhu cầu để mua sắm, nhưng gần đây là cảm thấy là cái thu nhập của mọi người đã giảm xuống, hoặc là cái khả năng mua, bởi vì khi mình xem về lạm phát của năm 2022 thì toàn cầu cho thấy là đã tăng 4,7% trong năm trước và 8,8% trong năm nay, và nó sẽ tiếp tục cao trong những tháng tới. Và ở Việt Nam thì thấy là cái số của năm 2022 cũng đã tăng tới 3,94% cho tháng 9, và trong tháng 8 là 2,89%, thì cho thấy là những cái số này nó quan trọng. Một cái là các bạn thấy là có lúc là nó chỉ là số thôi phải không, nhưng nó ảnh hưởng với cuộc sống cá nhân của mình. Là mình thấy đây hồi nãy tôi nói là tháng 8 là 2,9%, rồi tháng 9 là 3,9%, thì nó có nghĩa là cái giá của những sản phẩm bạn mua đã tăng bằng 1%. Thì đây là cái số mà cao nhất từ tháng 3 năm 2020 tới giờ. Nghĩa là giá của những sản phẩm bạn đang mua đang đi lên. Thì nó dẫn đến là nếu mà thu nhập của bạn không có tăng và mọi giá của mọi thứ đang đi lên, thì nghĩa là bạn có thể mua ít hơn năm nay. Thì nói chung là nó, dù mình rất là thích mua, nhưng nó cũng rất là quan trọng cách để cho mình có thể quản lý tài chính nó rõ ràng, kỹ càng hơn, để mình có thể dùng số tiền của mình hiệu quả nhất. Hôm nay Linh cũng muốn nói chuyện với các bạn về cái việc này trong cái mùa lễ hội này, là thế nào để mình có thể mua sắm một cách rõ ràng mà có kế hoạch hết. Thì không biết là các bạn đã từng có những cái trường hợp là mình mua rồi nhưng mình hơi hối hận. Thì mình cũng nghĩ lại lý do vì sao là 9 tháng 9, 10 tháng 10, 11 tháng 11 gì đó là mọi thứ đã bắt đầu ngay 12 giờ khuya. Tại sao á? Thì họ đã nói với mình là bởi vì nó là 9 tháng 9 thì phải bắt đầu ngay 12 giờ khuya 9 tháng 9, chứ mình không thể làm 8 tháng 9, phải không? Nhưng cái thật sự của nó đó là nó xem về tâm lý. Thì Linh cũng có nghiên cứu là có ông giáo sư của trường Widener University, ông Ross Simon, ông cho mình thấy là khi mà mình vừa mới thức dậy, mình rất là tỉnh táo, thì khả năng để cho mình có thể đưa ra một cái quyết định đúng đắn là cái năng lượng nhận thức của mình nó rất là nhiều. Thì vì vậy là mình muốn sử dụng cái năng lực đó để mình có thể quyết định những thứ quan trọng. Mình nên nghĩa là có nhiều lúc có nhiều người nói là những thứ quan trọng bạn để trong buổi sáng mới quyết định, trong buổi tối thì mình không nên, phải không? Và mình cũng có thể xem là có nhiều người lãnh đạo, như là nhớ là ông Steve Jobs, hoặc là ngay lúc này cũng có nhiều người lãnh đạo khác giống như là Mark Zuckerberg của Facebook gì đó, họ cũng luôn luôn mặc một bộ đồ đó, nghĩa là cùng một cái áo đó, cùng một cái quần đó gì đó. Lý do đó là họ không muốn phí cái khả năng để mình đưa ra quyết định đúng đắn ở trên một cái bộ đồ. Đấy không? Thì cái này có thể là nếu mình nói chuyện với một người chuyên về thời trang thì họ nói là đây không phải là phí, nhưng ý là tùy bạn ha. Có người thì họ nói là tôi không muốn quyết định về những gì tôi ăn, tôi chỉ order công văn phòng cho nó dễ. Hoặc là tôi không muốn suy nghĩ về những cái cách tôi làm tóc, tôi chỉ cột lên cho nó dễ gì đó. Thì nói chung là đúng là những cái quyết định nhỏ nhỏ trong cuộc sống, dù nó nhỏ nó nhiều thì nó sẽ cộng lại là bạn cũng đã dùng cái năng lượng của mình nhiều rồi. Thì vì vậy khi mình nghĩ về tới buổi tối là trong cả ngày mình đã quyết định khá nhiều rồi, thì tới ban đêm là cũng hơi khó để mình đưa ra một cái quyết định mà nó logic hơn, và nó theo trí lý thay bằng theo cảm xúc. Thì vì vậy là khi mình vô những cái trang thương mại online trong 12 giờ khuya, thì lúc đó mình nghĩ cái gì cũng vui, cái gì cũng khoái, cái gì cũng muốn mua, thì mình cứ cộng vô cạc rồi sau đó mình chỉ thanh toán rồi xong. Vậy là nó không có cảm thấy là mình đã đưa một cái số tiền nào ra, bởi vì mình chỉ bấm rồi nó xong. Cái việc này là một trong những cái lý do mà với Linh á, Linh sẽ hạn chế tham gia vào những cái ngày đó, là bởi vì thật sự mình cảm thấy là mình mua là bởi vì nó khuyến mãi, chứ không phải là mình thật sự cần. Thì có một câu hơi vui tiếng Anh là you have to spend money to save money, nghĩa là bạn phải sử dụng tiền thì bạn mới có thể tiết kiệm tiền. Thì
nó hơi trứng và gà phải không? Thì đúng là bạn phải phải mua gì đó mới được khuyến mãi, nhưng nếu bạn mua gì đó thì thật sự bạn có cần nó không, thì như vậy nó cũng hơi phí phí tiền phải không? Thì nói chung là cái 12 giờ khuya đó là bạn phải cẩn thận. Rồi có một cái khái niệm nữa là khi bạn kế toán nhận thức sai lệch. Nghĩa là đây là một cái khái niệm mà đã được giới thiệu bởi ông Richard Taylor. Ông ấy mô tả là cái hiện tượng mà người ta sẽ đưa ra những quyết định dựa trên lời phán đoán lập cảm tính, là có hại cho bản thân mà họ không biết cái việc đó. Thì theo cái lý thuyết này là mọi người thường có những cái quyết định mà nó bốc đồng hoặc liều lĩnh về những cái khoản tiền mà họ không có kỳ vọng là họ có, nghĩa là họ họ đột ngột họ có. Thì giống như là cái tiền thưởng của bạn cuối năm hoặc là cái tháng 13 đi, thì nhiều lúc là mọi người nghĩ ô đây là một số tiền mà tôi đã biết tôi đã sẽ có rồi, nhưng thật sự nó không có trong cái ngân sách của bạn. Thì vì vậy nó cũng là mang tính là cái đột ngột. Thì có nghĩa là khi mà bạn sử dụng cái tiền này là nhiều người sẽ sử dụng nó một cách mà nó hơi không có kỹ càng. Thì vì vậy là mình nên phải lên kế hoạch trước là thế nào mình sử dụng những cái số tiền đó. Thì bây giờ mình sẽ chuyển sang qua ha, là thế nào, thì nghĩa là mình biết là mình không nên đi shopping ở lúc 12 giờ khuya. Rồi kế tiếp là khi mình có những cái số tiền mà nó không có trong cái nguồn bình thường của mình là thế nào để cho mình sử dụng nó. Thì nói chung là tiền mặt với Linh là một trong những thứ mà là từ lâu, từ lúc mà đại học tới giờ là Linh không quen cầm theo. Thì từ đó Linh đã bắt đầu dùng cái thẻ tín dụng. Một trong những cách mà gần đây Linh đã hạn chế bản thân để không đi shopping nữa đó là mình cứ để cái thẻ tín dụng ở nhà, thì nghĩa là mình sẽ không có tiền luôn. Thì cái nói về cái khái niệm này, Linh cũng nhớ về một cái câu chuyện hồi đó Linh đi đại học và mình đã bỏ quên, nghĩa là cái thẻ tín dụng là một cái duy nhất, thì giống như là ngay lúc này Linh chỉ dễ dàng là chỉ để mọi thứ vô túi. Thì đây là cái thật sự của Linh ha, là nghĩa là mình chỉ có khoảng 20.000, 50, rồi khoảng thêm 200 nữa 400, rồi là khoảng tầm dưới dưới 500.000 trong túi, và có cái thẻ cửa với lại thẻ tín dụng rồi xong. Thì nói chung á là với Linh là nó rất là dễ dàng, mình cũng không có cầm túi luôn. Bởi vì á hồi đó ở trong đại học á là mình thường cầm theo cái túi tại mình thích nó đẹp gì đó mình cầm nó theo. Nhưng sau đó bọn một ngày bỏ quên cái túi rồi lên xe chạy đã luôn, người thấy ủa không có tiền mà cũng hết xăng, oh no, thế nào để đi về. Thì lúc đó nhớ là phải ghé ngang cây xăng, vì phải đi từng người xin một chút một chút một chút. Thì lúc đó thì đó xăng một ca Linh chỉ là 1 đồng mấy à, nhưng người ta cũng không có thích được xin xin tiền, thì họ nhìn mình cũng thấy là ủa sao bạn phải đi xin tiền gì đó. Thì nói chung là phải xin từng xu mới mua được một ca Linh rồi mới có thể lết anh chiếc xe về nhà. Thì từ từ đó tới giờ Linh cũng tưởng là thứ nhất là cố gắng hạn chế mang túi, rồi thứ nhì là nếu mình muốn không sử dụng tiền mình cứ đem theo cái thẻ tín dụng của mình. Thì đây cũng là một cái mẹo các bạn có thể sử dụng, là khi mình biết là mình có thể là mình muốn mua một cái gì đó thì mình cứ đem đủ tiền mặt để mình mua món đó thôi, và mình để thẻ tín dụng ở nhà. Vì vậy các bạn sẽ không có bị quyến rũ với những cái món khác, rồi mình thôi mình không có đủ tiền mặt thì thôi đây đây là thẻ. Thì đó là cái vấn đề lớn với mình, đưa thẻ rồi cuối tháng mình mới xem lại không nên phải mua quá nhiều rồi phải không. Thì đó là cái tip thứ nhất. Và cái mẹo thứ nhì mà Linh nghiên cứu về cái tâm lý của cái này, Linh thấy nó rất là hay. Cái gì á là khi mà mình đi shopping á, cái những gì đang xảy ra trong bộ não ha, cái điểm chính á, là cái cơ thể của mình nó đang phát sinh dopamine. Dopamine là một cái hormone khiến cho mình cảm thấy rất là vui vẻ, rất là hạnh phúc. Thì nó cũng là cái hormone là khi mà mình đã thành công một cái gì đó, mình đã đạt được một cái gì đó. Thì khi mà bạn đi shopping á, là cái trải nghiệm shopping là nó đã khiến cơ thể phát sinh ra dopamine rồi. Thì nó có nghĩa là bạn không nhất thiết phải đã hoàn thành cái giao dịch thì mình mới có được cái dopamine.
Thì cái này đã xảy ra với Linh nhiều lần, là mình đã thấy hơi tối, hơi buồn buồn, cũng hơi mệt, thì mình cứ xem online có gì đang khuyến mãi mua thử gì đó thôi. Thì cũng lên xem, để vài món vô vô cái shopping cart, rồi sau đó bé kêu gì đó mình để xuống rồi mình đi qua bên đó rồi mua nó. Rồi vài ngày sau nghĩ, ủa sao sản phẩm chưa tới, rồi sau đó mình xem lại là chưa thanh toán, chưa bấm cái nút cuối. Nhưng trong lúc đó mình vẫn thấy thỏa mãn, vẫn thấy rất là ok, rất là hạnh phúc. Thì mới thấy là đúng là cái lý thuyết này nó đúng á. Là các bạn cứ làm thử ha. Thì nghĩa là lần sau bạn đang đi shopping gì đó, mình cứ xem, hoặc là nếu bạn thích đi cửa tiệm đi, bạn cứ vô, bạn thử quần áo, bạn xem trong gương, ô tôi đẹp không gì đó, rồi sau đó để lại, phải không? Rồi sau đó đi tiếp tục đi nữa. Thì sau vài tiệm đó, thì bạn cũng đã, cái dopamine nó bắt đầu phát sinh thêm, bạn sẽ thấy thỏa mãn là cái ngứa của mình đi shopping. Nhưng mình không có sử dụng bất cứ tiền nào để mình có thể thỏa mãn cái ngứa ngứa đó. Thì với các bạn làm thử ha, tại vì cái cách này là thật sự, hai cách này nó hiệu quả nhất. Nghĩa là nếu mà muốn tiết kiệm tiền đó, là không nên sử dụng tiền cho những cái việc khác, phải không? thì sau đó nữa đó, thì tôi nghĩ là bạn phải có kế hoạch ha. Thì hai cái đầu tiên là mình hạn chế sử dụng những gì mà ngoài kế hoạch, thì giờ mình phải tạo kế hoạch. Thì tôi nghĩ cái việc tạo kế hoạch đó, nó là quan trọng, giống như là chế độ ăn uống. Phải, mình mới nói là tôi muốn ăn healthy, nhưng ăn healthy là nhiều lúc là mọi người cũng có một cái ngày cheat day, phải không? Được gọi là cheat day, giống như là ngày ăn gian gì đó, là mình có thể ăn bất cứ mọi thứ. Là lúc đó ngày đó là mình sẽ ăn sô cô la, ăn kem, có lúc ăn kẹo, ăn nhiều thứ đó. Là những thứ là mình đã thèm trong cả 5-6 ngày trước đó, là trong một tuần mình có một ngày để ăn đã luôn. Thì với tài chính tôi nghĩ là cũng vậy. Nghĩa là nếu mà bạn có thói quen mình thích đi shopping, thì mình nên cho bản thân mình một chút cái cheat. Những cái cheat đó là mình cũng phải lên cái kế hoạch, tại vì mình hơi sợ là cheat về kẹo thì mình ăn tới một lúc mình cũng no rồi, nhưng cheat về shopping là cũng có thể nó hơi quá trớn mà mình không biết cách hạn chế. Với Linh là nó có một cái khái niệm là kêu bằng cái sinking fund. Sinking tiếng Anh là đang chìm, nghĩa là cái số tiền này mình tiết kiệm lên để cho nó chìm, nó trôi mất. Thì nghĩa là thường khi mình nói về quỹ tiết kiệm thì mình sẽ tiết kiệm để cho mua nhà, để cho đi du học, để cho có lúc là đi du lịch, những cái thứ mà lớn lớn. Nhưng tôi nghĩ là nó hoàn toàn ok nếu mà bạn lên một cái quỹ để cho mình cheat, để cho mình có thể mua sắm những thứ mình thích thích, dù nó nhỏ nhỏ đi. Có thể là đang nhìn cái đồng hồ này, không giờ nên đeo cái màu hồng á, nó nếu đỏ thích cái màu hồng nhưng giờ nó hơi dơ dơ á, thì tôi cũng định là ok, có thể là mình muốn mua cái mới, và có thể là mình mua nhiều cái mới để mình thay mỗi ngày gì đó. Thì có thể là đó là mình phải tạo một cái quỹ, dù nó không nhiều tiền, nhưng bạn cũng phải nên lên kế hoạch cho nó, để cho mình có thể không có sự mua quá trớn, nhỏ nó cộng lại thành cái nhiều. Vậy không, thì không biết là các bạn có quen cái chương trình là Sex and the City, là cái chương trình là có bốn nữ đang sống ở thành phố New York mà họ đang chơi với nhau, họ độc thân chơi, thì có nhiều câu chuyện vui lắm. Thì trong cái show đó là bạn Carrie là một trong bạn nữ, bốn bạn nữ đó, thì bạn ấy rất là thích shopping, cực kỳ thích luôn, và đặc biệt là thích giày. Thì bạn luôn mua những giày xịn, những cái Louis Vuitton này nọ, luôn mua những cái đôi giày rất là đẹp và mắc tiền. Thì có một cái show là bạn đã sẵn sàng để mua căn hộ. Thì lúc đó là thu nhập hàng tháng thì có khả năng để trả cái khoản vay, nhưng bạn cần tiền đặt cọc. Thì sau đó bạn mới xem lại, không có đủ tiền, tại sao không hiểu. Tại vì cái thu nhập của mình hàng tháng mình cũng đã tiết kiệm gì đó. Vì sau đó có một buổi sáng mà bạn thức dậy, bạn đang mặc quần áo, rồi bạn nhìn lên, rồi nhìn qua, rồi nhìn lại, nguyên cái tủ, nguyên cái phòng là dài không, thì bạn đếm. Rồi sau đó tính ra là có thể cái phòng đó là đủ để bạn có thể đặt cọc cho một cái căn hộ. Tại vì qua nhiều năm với mình mua một đôi đây, một đôi kia, qua nhiều năm thì nó sẽ tích lũy lại. Thì đó cũng là vậy, là khi mà bạn muốn sử dụng một số tiền nhỏ, dù nó nhỏ thôi, nhưng nó sẽ tích lũy. Thì vì sao mình nên có một cái quỹ chuyên cho cái cheat của bạn? Bất cứ bạn thích cái gì thì mình nên lên kế hoạch cho nó. Thì vì vậy nó sẽ cho bạn dễ dàng hơn để mình đạt được những cái mục tiêu tài chính của mình. Thì
Nói chung á là Linh sẽ kết nghe phần này ha. Thì hôm nay đã nói nhiều rồi thì mình biết á, là mùa mua sắm sắp tới, và các bạn cứ nhớ á, là mình nên phải suy nghĩ á, là những cái hành động nhỏ nhỏ của mình nó sẽ ảnh hưởng trong cái phần lớn. Thì dù là mùa mua sắm hay là dù là mình đang lên kế hoạch cho lâu dài, mình nên cố gắng tích lũy. Và cái này nó không chỉ vì tài chính mà nó cũng liên quan đến đến kỹ năng của bạn hoặc là đến những cái kế hoạch khác của bạn. Thì bạn hãy cố gắng lên kế hoạch, đi từng bước nhỏ và duy trì với nó. Ok, Linh sẽ dừng ở đây ha. Chúc các bạn một ngày thứ sáu vui vẻ, cuối tuần rất là hạnh phúc, rất là nhiều cái hoạt động vui, và hẹn gặp lại các bạn trong cái show kế tiếp nhé. Bye bye.